Để tạo ca linh hoạt thì tương tự mọi người sẽ vào phần chấm công, cài đặt ca, cũng như là cài đặt ca thông thường mình sẽ tạo ra một cái thời gian biểu nghỉ giải lao. Ở bên thời gian biểu chúng ta sẽ tạo ra một cái ca linh hoạt. Ở đây chúng ta có thể đổi màu và lựa chọn là loại ca linh hoạt. Xét khoảng thời gian, xét số giờ làm việc tối thiểu. Ở đây nếu mà bật chức năng là thời gian chấm vào gần nhất đây, thì khi mà người nhân viên chấm sau, ví dụ như 11:30 thì sẽ tính là đi muộn. Sang bên thời gian giải lao tương tự cũng sẽ thêm thời gian nghỉ giải lao vào. Tính toán chấm công cũng tương tự, nếu mà chúng ta không bật lên thì sẽ theo quy tắc chung. Còn nếu bật lên chúng ta có thể set các cái quy tắc dành cho ca linh hoạt này. Tương tự là tăng ca. Sau khi tạo thời gian biểu linh hoạt xong, chúng ta sẽ đến bước tiếp theo là tạo ca. Lặp lại theo tuần, theo ngày, theo tháng. Và lựa chọn ở đây sẽ là ca linh hoạt. Thì đây sẽ là cái thời gian biểu chúng ta vừa tạo. Lựa chọn và điền vào những ngày làm việc. Sau đó nhấn thêm. Như vậy chúng ta tạo ra một cái ca linh hoạt. Và loại ca cũng sẽ là ca linh hoạt.